chào các bạn. Hôm nay mình đang đi xe từ quận 2 đi qua Thủ Thiêm để vào quận 1. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi xem một ngôi chợ nổi tiếng, đó là chợ Tân Định ở Tân Định quận 1. Chợ Tân Định là một ngôi chợ cổ rất là lâu đời, được xây dựng từ thời Pháp. Chợ nằm trên con đường Hai Bà Trưng thuộc phường Tân Định, quận 1, thành phố Sài Gòn. Mặt trước của ngôi chợ là rất là đặc trưng theo kiến trúc thời Pháp xưa, với ba tháp chuông, một tháp nằm ở giữa, hai tháp chuông hai bên. Vào những năm 50 và 60 của thế kỷ trước thì ở hai bên hông chợ còn có bãi đậu xe hơi, và đằng sau chợ cái bến xe ngựa. Chợ Tân Định nổi tiếng từ xưa tới giờ là với nhiều mặt hàng quần áo, vải vóc, vải may áo dài, may áo vét, may quần tây. Ở bên kia đường đối diện với chợ Tân Định cũng có nhiều cửa tiệm may áo dài rất là đẹp, và có một cái nhà thờ sơn màu hồng nổi tiếng, đó là nhà thờ Tân Định. Ngoài các mặt hàng vải vóc, túi xách, giày dép thì chợ Tân Định còn bán rất là nhiều trái cây. Các gian hàng trái cây ở đây bày biện rất là đẹp mắt. Trái cây thì nhìn rất là tươi và ngon, không thua gì ở bên chợ Bến Thành. Từ giữa chợ cho đến phía sau chợ thì có các gian hàng bán rau củ quả, hành, tỏi, bán thịt, thịt heo, thịt bò, thịt gà, và có một cái dãy bán cá đằng sau chợ cùng với những đồ hàng gia dụng khác. Xuất khẩu thanh lý trăm ba.
có một chú bán than, than làm từ củi. Chú chất đầy một cái xe than trên cái xe ba bánh này nè. Một số người cũng bán rau củ quả trên những cái xe di động như vậy. Nói chung chợ thì cũng bắt đầu khởi sắc lại. Tuy không đông khách như ngày xưa nhưng mà từ từ thì du khách, có nhiều du khách nước ngoài đến đây họ thích đi ngôi chợ này. Nhất là chợ có nhiều trái cây ngon, hàng ăn vặt cũng ngon và gần cái nhà thờ Tương Định.